Xin chào cả nhà nha. Đây Sơn Hồng Sơn Hà thì anh Hưng ra ruộng chơi nè. Ông ruộng hôm nay đồng khô cỏ trái à. Hôm nay mùa nắng đó. Hà đi đâu đó? Hai đang tưới đồ, đang tưới đồ bắp. Tưới đồ hả chị? Đi xuống dưới đi, đi xuống theo anh cả. Đi xuống theo anh cả. Sơn Hồng, đừng có đẩy em buông ra đi con. Đi trước đi, con đi xuống anh đi. Sợ bắn đó hả? Đi xuống đây. Đi xuống đi, đi thẳng xuống. Đi thẳng xuống chòi đi. Ừ. Vậy đó hả? Trời ơi, nói cái gì quá trời luôn. Đây tàu phộng này nữa nha. Tàu phộng này qua Tết mới được nhổ, mới được ăn. Bây giờ nó còn hơi non. Hai đứa làm gì đó? Đẹp quá à. Ừ. Cây này cái gì xưa hả? Cây này cái gì? Cái đó cây cỏ. Còn cái này, cây này là cái gì? Đây nè, cây này nè. Cây gì hai trồng nè. Không biết hả? Cái đậu phộng. Đi xuống trò đi cho mát. Đi con, đi xuống đây con. Con đi trước đi con, không? Hết nước rồi ha, sao không? Khô ra. Anh nói con nhìn trên xây là giá bộ xây đập nước. Ừ, mùa mưa không có nước chảy xuống. Nhìn ra bộ xây đập nước rồi, có cái bộ đập nước chẳng chẳng. Cái bếp dưới đó cao quá cả sinh hồn. Đó. Đang kéo dây xuống tưới đậu.
Ủa đậu là cây đậu này á hả mẹ? Đậu khổng. Còn bên đây là cây gì mẹ? Đậu quất. Cái đậu quất mình ăn. Không. Ủa với em con. Nặng quá hả? Sao hạ nhổ lên được không? Hả? Sao hạ nhổ được không? Tay đó hả? Đúng rồi, cái tay xin hà. Ở đây tưới nước giếng, tưới bát nó hết nước rồi để cho nước nó ra rồi mới tưới nữa. Nhiều khi không có đủ nước tưới luôn đó. Sơn Hà thích không? Hả? Sơn Hà thích không? Hả? Rồi đừng có lợi dần con vàng là được rồi. Lợi dần con vàng, vàng con vàng nó quạch cho đó. Đúng rồi. Ừ đúng rồi, nó ghê lắm á. Giống như Vinh á. Rút chừng cái ngay mông. Tay mày. Gặp cho cái ngay mông. Nước này cát không là khô rang. Rồi đó, 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 bỏ giò dưới cũng như không. Cởi dép ra đi lát cầm ăn để nó cát nó vô dép đi chứ không đi. Con chơi nha. Ừ con chơi đi. Trời ơi, có chai gì vậy? Cái chai nướng. Chai nướng mà con đổ gì vô đó? Cái nướng cho. Con đổ cát chưa hả? Ồ quá trời, về đây chơi. Ê. Ừ. Có cái này đâu, nướng nè. Hành lấy nước. Con bán hả? Hả? Bán nè luôn. Con nấu là đồ ăn. Cắt cái gì? Cắt cái quần. Sao cắt cái quần? Bài hát người ta cắt đi nỗi sầu mà đi hát cắt đi cái quần là sao? Trời đất ơi, hát bài cắt đi cái quần là cắt cái quần đi rồi lấy quần đâu mặc.
Hát lại đi. Hát bài khác đi. Hát bài khác đi. Nước hà nè. Nước hà hả? Ừ, xong rồi. Không ăn nước nè. Không ăn nước hả? Như thằng cha vậy? Cha chụp làm. Bán cho mẹ con trai đi. Đây. Rồi, dơ giấm. Dơ giấm hả? Ờ, dơ giấm. Ôi, chúng anh kìa. Đây rồi. Bự thiệt. Bự thiệt hả? Ở đây chỉ hai tưới đồ à, nắng quá trời luôn. Nắng quá à, đi vô. Hai đầu tưới nè. Vô đi. Thôi. Thôi đi lên kia đi, đi vô đi rửa. Đi con. Ờ đi ơi, con đi trước đi. Con đi ở dưới đi con Xuân Hà. Con đi vô trước đi con. Thương Út đi con. Thương Út đi, Xuân Hà thương Út giỏi nè. Đi đâu cô? Cái mồi hả? Thương Út đi Xuân Hà. Rửa rửa tay rồi. Đây con vô, nắng quá. Dạ. Dạ.